Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà chắc hẳn là rất là nhiều người quan tâm, đó là thế giới sau khi mà dịch Covid-19 kết thúc nó sẽ như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là thế giới đang rất là vật lộn và đảo lộn hoàn toàn khi mà cái dịch virus Corona đang diễn ra và mọi công việc thường nhật của chúng ta thời điểm hiện tại đều đang bị rất là trì trệ và chắc hẳn là bất kỳ ai cũng đang có trong mình một cái câu hỏi là liệu khi nào thì chúng ta mới có thể khống chế được cái dịch bệnh này cũng như là chấm dứt cái tình hình hiện tại và với tình hình như hiện tại thì mình e rằng là còn một khoảng thời gian tương đối dài nữa thì cuộc sống của chúng ta mới có thể quay trở lại như bình thường à, tuy nhiên thì mình tin rằng là rồi thì thế giới cũng sẽ vượt qua cái cơn đại dịch này và cuộc sống sẽ trở lại tiếp tục à, chính vì vậy thế nên là mình nghĩ có một cái câu hỏi mà chúng ta nên tự đặt ra cho bản thân đó là thế giới hậu Corona sẽ gặp phải những khó khăn gì đầu tiên thì là những thách thức về phương diện kinh tế thì khi dịch bệnh bùng phát thì cả thế giới gần như là ngừng hoạt động không chỉ có Việt Nam mà ngay cả các trung tâm tài chính hàng đầu như New York, London, Tokyo thì hầu hết toàn bộ các hoạt động kinh doanh đều bị trì trệ và nếu như các tập đoàn lớn với số vốn khổng lồ có thể tìm ra cách vượt qua cuộc khủng hoảng thì các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhỏ sẽ rất khó để cầm cự được nếu như dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài và trong bối cảnh đó thì việc các doanh nghiệp nhỏ bị các cá mập nuốt chửng là viễn cảnh đang chờ đợi chúng ta trong tương lai theo một nghiên cứu của tạp chí Market Insider, thì tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett hiện tại đang có đủ tiền mặt để có thể mua hầu hết các công ty tập đoàn lớn nhỏ tại Hoa Kỳ, trong đó có các gã khổng lồ như là Paypal, McDonalds, Boeing hay thậm chí là IBM. Và là một người nổi tiếng với phương châm hãy tham lam khi người khác sợ hãi, thì mình tin rằng là con cá mập dày dặn kinh nghiệm này sẽ không bỏ qua thời kỳ khủng hoảng đầy tiềm năng hiện tại. Điều mà chúng ta phải đón chờ một tương lai chính là các việc tập đoàn lớn sẽ củng cố quyền lực và thống trị của mình nhiều hơn nữa Và tất nhiên là không phải là điều có lợi cho các nhà đầu tư nhỏ hay là những người tiêu dùng Đối với các doanh nghiệp là như vậy Còn đối với người lao động bình thường thì tình cảnh cũng tồi tệ không kém Không ít công ty đang quyết định là cắt giảm nhân sự trong thời gian này để mà tránh một khoản lỗ khổng lồ và ngay cả các giải pháp khả quan ở thời điểm hiện tại như là cho nhân viên làm việc tại nhà cũng cũng không thực sự là hiệu quả. Ở một đất nước có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát triển hàng đầu như Hoa Kỳ thì số liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy chỉ khoảng 1 phần 3 người lao động là có khả năng làm việc tại nhà và được trả lương như bình thường trong khi thì 12% người lao động phải sống trong tình cảnh bị chậm lương hoặc là không được trả lương. Và chỉ trong tuần trước thì 3,3 triệu lao động Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đây là mức cao kỷ lục và gấp lần 5 lần mức kỷ lục gần nhất được ghi nhận vào năm 1982. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ còn tăng vọt trong tháng 4. Ngay cả khi những người lao động này nhận được hỗ trợ từ chính phủ thì tình thế của họ cũng không mấy khả quan. Tác động của điều đó là sau khi kết thúc dịch thì thế giới sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về nhân lực với tình trạng thất nghiệp gia tăng. Kéo theo đó là nhiều hệ quả xấu kèm theo. Là một nhà đầu tư thì các bạn phải cân nhắc các yếu tố này khi tính đến các khoản đầu tư thời kỳ hậu Covid-19 sao cho hiệu quả nhất. Một trong những khó khăn đang chờ đón chúng ta trong thời kỳ hậu Covid-19 đó là hệ quả của những cái đợt bơm tiền của chính phủ. Chỉ riêng ở Mỹ thì nghị viện nước này vừa thông qua có cứu trợ kinh tế lớn chưa từng có trong lịch sử với tổng là số lượng được bơm ra là 2.200 tỷ đô bao trùm một loạt các lĩnh vực rộng lớn của xã hội. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia kinh tế thì đây sẽ chỉ là đợt bơm đầu tiên và dự đoán của các chuyên gia đến từ Bloomberg thì nước Mỹ sẽ phải chia ra tối thiểu là 3.000 tỷ USD để giúp đất nước vượt qua được khỏi dịch bệnh và tất nhiên nước Mỹ sẽ không phải là quốc gia duy nhất thực hiện điều này. Các khoản cứu trợ này là một con dao hai lưỡi đối với các nền kinh tế. Ở trong ngắn hạn nó có thể cứu được các khoản thua lỗ của các công ty cũng như là có các tác động kích cầu. Tuy nhiên về lâu lâu dài thì nó sẽ mang đến gánh nặng lớn cho các nền kinh tế. Hậu quả đầu tiên của điều này chính là sự mất giá của tất cả các đồng tiền lớn trên thế giới. Lạm phát sẽ dẫn đến việc giá cả tăng phi mã, hiện tượng đầu cơ tích trữ và các hệ lụy xấu khác là điều không thể tránh khỏi và tác động của nó sẽ không chỉ nằm trong biên giới của từng quốc gia mà còn tác động đến thương mại giữa các quốc gia và kéo theo sự đi xuống của cả thế giới. Một hệ quả xấu khác là việc chính phủ sẽ phải trả các khoản nợ sau khi kết thúc dịch bệnh và trong bối cảnh nền kinh tế cũng đang suy thoái thì đây là một bài toán rất là khó đối với bất cứ quốc gia nào. Một số nhà phân tích dự báo thì nền kinh tế Mỹ sẽ giảm tới 14% trong quý 2 năm 2020, trong khi tổng GDP tổng của các nước châu Âu năm 2020 sẽ dự đoán là sẽ giảm 1% so với năm 2019 do dịch COVID-19. Những con số này có thể còn tiếp tục tăng cao nếu như dịch bệnh không sớm được khống chế. Và trong bối cảnh nền kinh tế yếu kém, ngân sách thâm hụt thì một giải pháp chắc chắn sẽ được chính phủ thực hiện là thu thuế cao để bù đắp lại khoản thâm hụt này. Và đối tượng nhắm đến chính là các doanh nghiệp, các công ty, các tầng lớp thượng lưu. Nếu các bạn là một nhà đầu tư thì đây sẽ là điều mà các bạn cần phải lưu ý bởi các khoản thuế sẽ ảnh hưởng đến các danh mục đầu tư của các bạn. À bên cạnh những thách thức về kinh tế thì một thách thức khác là mà thế giới sẽ phải đối diện trong sau khi kết thúc đại dịch lần này đó là sự thay đổi về cơ cấu dân số. Mặc dù đây là một vấn đề mang tính xã hội song tác động của nó đối với kinh tế thì cũng không phải là nhỏ. Tính đến hôm nay thì thế giới đã ghi nhận khoảng 800.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó tốc độ là 60.000 ca nhiễm mới và hơn 3.500 ca tử vong trong một ngày. Con số này hoàn toàn có thể lớn hơn nữa khi mà các nước đứng tốc đầu như Hoa Kỳ Ý Tây Ban Nha vẫn chưa qua đỉnh dịch và đang tỏ ra là khá lung túng trong công tác phòng chống dịch bệnh. À, trong khi đó các nước như Ấn Độ hay các nước phát triển số lượng ca nhiễm còn có thể lớn hơn rất là nhiều so với các nước châu Âu và châu Mỹ khi các nước này thì không thể xét nghiệm hết toàn bộ người dân cũng như là điều kiện vật tư y tế không đảm bảo cho việc điều trị. Điều này có nghĩa là số ca tử vong do Covid-19 sẽ còn tiếp tục tăng cao trong nhiều tháng tiếp theo và có lẽ là không một chuyên gia y tế nào có thể dự đoán được con số chính xác thiệt hại cuối cùng của do Covid-19 gây ra là bao nhiêu và những thiệt hại này sẽ tác động lớn đến cơ cấu của dân số của các nước đặc biệt là những các nước đang có cái tình trạng là dân số già như là các nước ở châu âu ngay kể cả khi chính phủ có thể khống chế được tỷ lệ tử vong thì sẽ vẫn còn hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu người sẽ phải điều trị để cho họ khỏi hoàn toàn và cùng với những khó khăn về mặt tài chính như mình nói ở trên thì điều này sẽ có tác động lớn đến chính sách phúc lợi của các quốc gia như là bảo hiểm như là lương hưu và những người chịu tác động lớn nhất của điều này sẽ là những người qua độ tuổi lao động À, tuy nhiên đối với các nhà đầu tư thì đây lại là một lợi thế, bởi khi mà các khoản lương hưu và phúc lợi suy giảm, người dân sẽ có xu hướng đổ tiền vào các khoản đầu tư sinh lời thụ động, điều này sẽ kích thích cho sự phát triển của các ngành đầu tư tài chính, nhất là thời điểm thế giới đang trải qua một cuộc suy thoái lớn do Covid-19 gây ra. Trên bất cứ điều gì nó cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. À, dịch Covid-19 có thể gây ra vô vàn khó khăn đối với thế giới, tuy nhiên nó cũng là cơ hội cho sự nở rộ của những xu hướng mới trong tương lai. À, các lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất từ dịch Covid-19 lần này chắc chắn là ngành nghề dịch vụ trực tuyến thông qua mạng internet. Lưu lượng truy cập internet trên toàn cầu đã tăng 30% chỉ trong tuần vừa rồi khi mà nhiều nơi trên thế giới ban hành sắc lệnh hạn chế đi lại. Cùng với đó thì các tập đoàn công nghệ và dịch vụ trực tuyến cũng có sự bùng nổ mạnh mẽ. Thống kê cho thấy thì doanh thu của các dịch vụ đặt hàng trực tuyến tại Trung Quốc, tại Hồ Bắc đã tăng gấp đôi so với thời kỳ đỉnh điểm của dịch Covid-19. Một dịch vụ khác cũng đang lên ngôi như một hiện tượng đó là các ứng dụng học tập trực tuyến như là Zoom, Hiện tại thì ứng dụng này đã có 2,1 triệu lượt tải xuống mỗi ngày trên toàn cầu và đưa ứng dụng này xếp ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của CH Play, à, chỉ sau hai ứng dụng là TikTok và Google. Cùng với Zoom thì các ứng dụng khác như Skype hay là Webex cũng đang có sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Ngay cả khi COVID-19 chấm dứt thì chắc chắn là đà tăng trưởng của các ngành dịch vụ trực tuyến sẽ còn tiếp tục tăng khi mà thói quen của người dân đã có cái sự thay đổi và điều này thì có lợi cho sự phát triển của các tập đoàn dịch vụ trực tuyến như là Netflix hay là Zoom. Và tất nhiên thì kể cả thị trường crypto của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ Trong thời gian này thì bản thân các bạn cũng có thể thấy là việc hạn chế đi ra ngoài Khiến cho chúng ta có nhiều thời gian hơn cho việc trade cũng như là việc học để có thể trade tốt Và trong thời gian này thì cũng có một số lượng các nhà đầu tư mới tìm đến thị trường tiền tử Điều này thì tất nhiên là có lợi cho thị trường còn rất là, là mới này Tuy nhiên thì liệu thị trường crypto có đủ sức hấp dẫn giữ các nhà đầu tư sau khi được kết thúc hay không Thì chúng ta sẽ cần thời gian mới có thể trả lời được À, nói chung là không ai có thể biết được là dịch COVID-19 sẽ khi nào sẽ kết thúc. Tuy nhiên thì các tác động của nó thì chúng ta có thể cảm nhận được ngay thời điểm này. Và thế giới khi sau khi dịch COVID-19 chấm dứt chắc chắn là sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách à, và cả sự thay đổi của thị trường cũng như là của tâm lý của con người. Và đối với các nhà đầu tư như chúng ta thì các cuộc khủng hoảng luôn luôn là thời điểm thích hợp để phát triển. Khi mà khó khăn người này lại chính là cơ hội của người khác. Chính vì vậy mà ngay thời điểm này mình cho rằng là các bạn hãy tự lên cho mình một danh mục đầu tư của riêng mình cũng như là có sự chuẩn bị thật là chu đáo để sẵn sàng cho một thế giới đầy biến động. À, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay thì hy vọng là video sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay hãy nhớ like share và comment ở bây giờ cho mình biết và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục cố gắng và sẽ có những cái video cập nhật tình hình thị trường cũng như là có những cái video phân tích số liệu để cho các bạn có thể tham khảo và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào. Và nếu như các bạn đang giao dịch Merchant thì các bạn có thể tham khảo sàn giao dịch Snabix cũng như là tham khảo cái group uh, Snabix Merchant Signal của kênh của chúng ta. Hiện tại thì các admin đang support hoàn toàn free trên cái group này. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở cái đường link ở bên dưới và điền vào form thông tin của các bạn thì sẽ có các admin phụ trách, hỗ trợ và add các bạn vào nhóm.